Xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay đặt lên cho anh em cây ghi đông cùng biến thái nha. Con này thì hình thức khá thôi chứ không phải là quá đẹp đâu, nhưng mà bao xài cho anh em nha. Con này thì cùng HLP rất là đẹp. Đó. Đây. Ghi đông sọ khỉ zin hết nha. Cùng đẹp. Cùng đẹp anh em, con này tính là cùng đẹp á. Đây này. Cùng này. Nhìn HLP này. Đó. Cái này là cái đời có một đời mấy cái đời là cái nút đề của nó màu cam vậy nha anh em, chứ không phải là nó bị bạc màu nhiều đâu nha. Nhớ nút đề nó vậy á, tại vì anh em thấy cái HLP nó còn mới tinh nè, thấy không? Anh em biết là cái cùng này nó không phải là xấu nha, đi đâu cũng rất là đẹp, đi đâu cũng rất là ok luôn. Sọ khỉ thì nó cũng hơi đen, cũng còn được, không quá đen nhưng mà nó cũng không quá đẹp. Con này thì cái nút xi nhan của nó hơi xấu rồi, không phải nó hơi xấu mà nó hơi mẻ nữa nha, cho nên mình thay cho anh em cái nút xi nhan khác luôn. Đó, nút còi này khi còn đầy đủ nha, bao chức năng cho anh em hết. Về là mình chỉ có vô xe là mình xài thôi. Thì nói chung là cây này thì nó dành cho những anh em mà chúng ta không cần quá vip, mà chúng ta chỉ yêu cầu đồ zin xài ngon thì cây này nó đáp ứng được cho anh em nha. Đầy đủ ghi đông cùng sọ khỉ, đầy đủ hết cho anh em. Là mức giá là công khai cho anh em luôn là 800.000 nha. 800 thì quá rẻ rồi anh em, rẻ super nữa. 800 thì nó hợp với anh em ghi đông đêm thái, bây giờ kiếm 800 không có, đầy đủ tay thắng cho anh em. Tay thắng dây ga luôn, nãy có cộng dây thắng đó, mình vứt cộng dây thắng rồi. Nó dài quá. Đó. Bao xài cho anh em hết nha. Ghi đông đẹp nha. Mấy bát này chưa gãy luôn nè. Đây. Này, thấy không? Ghi đông còn ok là mấy cái bát này chưa gãy này. Đây. Bát chưa gãy nha. Bấm dây điện vô này. Bấm vào. Đó, thấy không? Bấm dây điện vô đây. Đó. Là xong. Đó thấy không? Nguyên bản hết nha. Cùng HLP zin heo xe nha anh em. Cùng HLP zin heo xe, cặp cùng này giờ bán rẻ lắm, cũng được 600.000 rồi anh em. Tính ra cả cùng với cả ghi đông luôn bán cho anh em 800 mà quá rẻ nha. Thì anh em nào chúng ta cần thì liên hệ với Đạt nha, một cây duy nhất nha anh em. Đó, bao xài cho anh em nha. Anh em nào về xài không được trả lại cho Đạt luôn ha.